Mình là Làng Văn Máu. Bước đầu vào đây là mình chủ yếu là đánh bắt các loài cá để đi bán. Còn sau thấy các loài cá hết dần nên là mình là phải nuôi. Rồi mình mới làm cái chòi ở bên kia. Bây giờ sau mình nuôi 3-4 lồng cá, nhưng mà cũng nhiều cái thất bại, nuôi làm thứ chết. Rồi sau là bảo vệ thêm cái lồng này. Nuôi cá sau này là được bên đoàn xã này với bên ủy ban xã, ủy ban huyện là hỗ trợ một ít vốn cho mình nuôi được cả con giống này với lưới lồng với phi. Sau mình nuôi được là được 12 ô lồng, nuôi cũng thể đạt kết quả cao. Sau rồi mình lại tự làm thêm được 3 lồng nữa. Hiện tại đây là cả diện tích là khoảng 17 hecta. Như năm ngoái thì trừ chi phí thì được hơn 100 triệu tiền lãi. Thường thường thì vào khoảng tháng 3, tháng 4 là ta bắt đầu khai được. Ở về đây là mùa, như mùa này là măng đang mọc là mình không chặt, không khai thác. Rồi đi phát tỉa để đến ra năm khi nào cây măng như này hắn chắc rồi lúc đó ta mới chặt. Chứ không ta chặt là nó gãy hết. Nhưng là họ lấy người ở ngoài vào khai thác và cái chặt sau cùng lum đi. Đây, chặt có chỗ là chặt như phát rầy á. Như của ta thì ta chặt ta phải bảo vệ thôi.